Đây là con chuột xịn sò nhất mà Microsoft đã từng sản xuất ra. Nó có thiết kế siêu mỏng như thế này và khi đặt trong ba lô thì không biết là nó có gãy. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surface City. Thật ra thao tác vừa rồi đơn giản chỉ là cái thao tác tắt mở của chiếc chuột Microsoft Mouse Arch ARC. Đây là một trong con chuột mà thiết kế hay là cách sử dụng nó sáng tạo nhất mà mình từng thấy của Microsoft. Ở đây thì chúng ta sẽ có một thiết kế phẳng và khi các bạn ở trạng thái phẳng này thì nó sẽ là cái trạng thái mà như mình đã nói, nó là trạng thái off. Và nếu như mà các bạn muốn mở nó lên thì các bạn bẻ cong nó như thế này. Khá là dị nhưng mà hay đấy chứ. Ở phần phía đằng sau này thì nó sẽ được thiết kế làm bằng chất liệu hoàn toàn là nhựa mềm để có thể bẻ cong được như vậy. Ở phần phía trên này chúng ta sẽ có một cái mặt nhựa nhám. Và mặt nhựa nhám này thì các bạn sẽ mở cái nắp này ra. Chúng ta sẽ có hai quả pin ở bên trong để cấp nguồn, cấp điện cho cái chuột này nó hoạt động. Chúng ta sẽ có một cái nút Bluetooth để khi mà các bạn muốn kết nối với cái thiết bị nào hay là các bạn muốn ngắt kết nối với cái thiết bị đang có và kết nối với một thiết bị khác thì các bạn hãy ấn giữ cái nút Bluetooth này. À khoan, mở lên đã chứ. Rồi, các bạn sẽ thấy đèn nhấp nháy này. Đèn xanh nó nhấp nháy này. Ví dụ như các bạn đặt cạnh một cái thiết bị Surface nào đó, nó sẽ hiện luôn cái phần để các bạn có thể kết nối được. Con chuột này thì chỉ có thể kết nối được một thiết bị cùng một lúc thôi. Nó không có khả năng nhớ nhiều thiết bị. Phía bên cạnh là cái mắt đọc laser. Và cái mắt đọc này thì nó có khả năng di được trên cả bề mặt là kính. Nhiều những chuột Bluetooth khác thì không thể di được trên kính. Di thì trên kính nó cứ bị giật giật ấy. Thì con chuột này nó rất là xịn ở điểm đó. Ở phần phía trên này chúng ta sẽ có cái phần gọi là phần mút cao su, phần đệm cao su để khi mà các bạn đặt trên mặt bàn thì nó sẽ tiếp xúc với mặt bàn để tạo ra cái cảm giác gì nó không bị rít hay là nó không bị mòn ở trên cái phần nhựa cứng của con chuột này. Ở phần phía trên này chúng ta sẽ có một cái nút. Nút này nó cái công năng sử dụng nó khá là hay. Khi mà các bạn sử dụng bình thường thì đây là nút chuột trái và chuột phải đúng không? Và khi mà các bạn cần vuốt thì các bạn có thể vuốt trên toàn bộ cái mặt này, vuốt lên trên, vuốt xuống dưới ở cái thao tác bằng cái này. Thì đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Ok, đầu tiên đó là cái thao tác kích chuột trái này. Ví dụ bình thường các bạn kích chuột trái thì các bạn sẽ đặt tay như thế này, các bạn kích chuột trái bình thường. Kích chuột trái nó rất là dễ dàng, thao tác kéo thả nó cũng dư như là chuột bình thường thôi. Thế nhưng đối với cái thao tác kích chuột phải, khi các bạn sử dụng mà các bạn muốn kích chuột phải thì các bạn sẽ phải nhấc cái ngón trỏ của mình lên. Đó. Cái hay nữa đó là khi mà các bạn lướt web chẳng hạn, khi các bạn muốn cuộn trang thì các bạn sẽ cuộn hai ngón như thế này hoặc các bạn cuộn một ngón cũng được. Và khi các bạn sử dụng như thế này thì cảm giác mỏi tay nó gần như không có luôn, cảm giác rất là mượt mà. Đây giống như một cái trackpad thu nhỏ ở trên cái mặt chuột của các bạn vậy. Khi các bạn ấn hai ngón hay là một ngón đều có thể vuốt rất là ok, thoải mái. Và một đặc điểm nữa đó chính là các bạn còn có thể cả vuốt ngang nữa. Đấy, mình sẽ vuốt xuống dưới này, rất là mượt đúng không? Mình còn có thể vuốt ngang nữa. Đó. Vuốt lên trên, vuốt xuống dưới, vuốt ngang. Và có thêm một điểm đặc biệt nữa đó là khi mà các bạn bẻ cong nó để sử dụng như thế này thì cái phần cong này nó sẽ ôm vào cái phần bàn tay của các bạn, khiến cho cái thao tác sử dụng nó tương đối thoải mái. Và cái phần dưới này nó là phần trống, vì vậy nên là khi mà các bạn sử dụng thì các bạn nếu như hai ngón út và ngón áp út của các bạn bị mỏi thì các bạn có thể giấu nó vào trong này. Đó. Giúp cho tay của các bạn đỡ mỏi hơn, vẫn sử dụng rất bình thường. Một điểm đặc biệt nữa đó là khi mà các bạn sử dụng MacBook thì các bạn cũng có thể kết nối được với con chuột này, chứ không chỉ riêng những cái thiết bị của Microsoft. Mình đã thử rồi và nó sử dụng nó khá là ok. Nó cũng thao tác sử dụng nó cũng gần giống với lại ở trên những chiếc Surface. Tuy nhiên thì cái thao tác cuộn, khi mà cái cuộn cái cảm ứng này thì nó không được mượt cho lắm, không mượt bằng so với khi sử dụng với chiếc Surface Pro 8 mà mình đang có ở đây. Vì đó là những chia sẻ của mình về con chuột cực kỳ sáng tạo của Microsoft, một trong con chuột mà mình thấy là nó rất là hay ho để các bạn có thể sử dụng. Và nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn có thể click link phía dưới phần mô tả video này đang có ở tại Surface City với mức giá tương đối là hấp dẫn. Tổng kết những ưu nhược điểm thì mình thấy là chuột này thiết kế đẹp, cái công năng sử dụng rất là sáng tạo và có khả năng kết nối được với cả MacBook hay là vẫn kết nối được với các máy tính Windows khác. Sử dụng cũng rất là thoải mái, khi cầm nắm thao tác quá lâu thì nó không bị mỏi. Và các bạn thấy sao về con chuột này thì mời các bạn comment chia sẻ xuống phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nếu như thấy video hay và hữu ích, đừng quên là đăng ký theo dõi kênh Surface City nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.